15m Bình Dương xin kính chào quý cô chú quý anh chị đã xem kênh YouTube của 15m Bình Dương ha. Đúng vậy. Thấy cô năm này không tốt quá, sống gì đâu lo, toàn là thân không lo mà cứ lo hết người này kia tội nghiệp. Dạ. Thôi mình cũng để có kêu hộ lên nước cho cậu năm cây nhang. Dạ. Mấy chị em lên. Quay lên mạng. Dạ. Chết luôn. Dạ. Dạ. Quê mình ở miền Tây tỉnh nào hả chị? À Bạc Liêu. Bạc Liêu. Bạc Liêu là xứ sở Cải Lương. Nghe là cho anh Lèo theo. Coi là chú em chết với anh. Anh mình thì ở bên quận 2, quận 9. Anh hai mình là nghệ sĩ xưa ở quận 2, quận 9. Dạ. Cô có hoạt động bên nghệ thuật ca hát nào không cô? Không, ở nhà làm về xương khớp. Không về bên chưa có mình nhiều xưa mình là thợ tập. Dạ. Thợ tập. Đó. Đi với chú Du Linh đó nè. Có hình chú Du Linh nè. Trời ơi, Kim Tư Long hồi đó thì chụp đông lắm, chung Ngọc Quyền nữa nè. Trời ơi, nghệ sĩ của tôi có nhiều nghệ sĩ giao lưu lắm mà chính nhân nữa nè. Giao lưu nhiều lắm. Đây là chị có hình. Ồ, hình nhiều dữ hả? Trời ơi, tôi nghệ sĩ nè, mấy ổng mà đi giao lưu nó là phải có mặt chứng ha. Ông xã Kim Tử Long á. Luôn hình xưa không luôn. Hồi xưa không mà. Hình trắng đen hồi xưa không mà. Nè mình nè, nhớ hồi xưa không? Hồi mấy chục năm về trước nè, Kim Tử Long nè. Trời ơi. Rồi Vũ Linh cũng chụp với mình nữa nè, rồi Ngọc Quyền nữa nè. Ôi, kỷ niệm quá ha, kỷ niệm quá ha. Thôi cô giữ kỹ quá ha. Hình này bây giờ không còn. Cái hình này mới quý nè. Đúng rồi. Mấy ổng là Ngọc Quyền ha. Chinh Nhân hồi xưa là mời là đi giao lưu mấy chục nghệ sĩ nè. À, đó hồi xưa là tôi là giao lưu mấy ổng nhiều lắm, thiệt tùng ông mời nè. Dạ. Kim Tư Long mà trời ơi. Dạ. Có mình ở trong đầy hết, thấy mình chưa? Dạ thấy. Mình nè, đó đứng nè, có Chinh Nhân nè, Bảo Ngọc nè, đó Vũ Linh nè. Phải hình hồi xưa không hả cô? Đi chụp coi hồi xưa đi cô. Bạch Long đó nè. Vũ Linh đó ha, nói là phải có hình là ông xã mình chụp không đó, hồi xưa là ông, dạ. Ông xã mình chụp đó. Dạ. Cô giữ kỹ quá ha. Dạ, con năm nghe, con năm hồi xưa kìa. Ông xã mình với Kim Tử Long nè. Rồi con năm nghe, con tấm hình của chú Vũ Linh coi cô. Con coi tấm hình chú Vũ Linh coi. Mình với Kim Tử Long nè. Dạ đâu cô cho con đó. Trời ơi tôi nhớ đưa hình nào của tôi. Trời ơi đẹp ghê vậy, cái hình là hình xưa đúng rồi, xưa đúng không? Đó cô. Con nè, trắng đen nè. Đâu có màu mè gì đâu. Nhớ chụp hình cho cô nha, cái máy của cô. Cô là đúng chúng cô. Cậu năm nè. Đâu là cái máy của cô đâu? Cái máy trắng đen hả? Cô đen hay cô trắng? Hả? Cô đen hay cô trắng? Trời ơi, năm hồi xưa đẹp trai ghê trời. Ngân hà, xưa là cậu năm ngày xưa là nhất rồi đó. Vũ Linh nè, nó ta là cái này là Bảo Ngọc vợ chị Dâm nè. Đây, trời ơi. Đó. Trời ơi, cậu năm mà bắt uống bia mà có người lại ôm hôn luôn kìa. Đó. Đó, trời ơi. Nè, mình với thằng về nhà Vũ Lân. Vũ Lân, à Vũ Lân còn nhỏ đẹp trai vậy? Trời ơi. Trời ơi, con năm kìa, con năm cười kìa. Cho em tắm em coi với anh. Trời ơi, là... trời ơi, cậu năm nè. Trời ơi. Vậy là ngày xưa cô chắc là thân lắm với cậu năm ha. Cậu năm nè, cậu năm hát kìa. Nghệ sĩ bài với nhau mà hồi xưa tôi chơi giao lưu mà. Trời ơi, coi nè. Đó. Chụp lại cô, chụp lại làm kỷ niệm nè. Cái hình này là hình hình rất là xưa rồi. Vũ Lân đâu cô, trong mượn tắm Vũ Lân nha cô. Vũ Lân. Ngày xưa cô mặc áo jean nè ha cô. Trời ơi coi nè. Ngày xưa cô mặc áo jean nè. Cậu năm nhảy nhìn này lúc này người ta nhảy đầm rồi đúng không? Đó. Trời ơi. Cái gì vậy, Hải? À, cậu năm hát với ai rồi, người ta tặng quần bó bông luôn đó. Trời ơi quá đẹp không? Nắm trên tay đó. Nè bông nắm tay nè. Cái nhà này ở Tây Nguyên hay sao nè? Nếu mà hồi xưa mà hát mà được người tặng bông ngục bột một bụm tay vậy là quá là quýt rồi đó. Cái nhà này, cái cột này ở giữa nè. Nhà này giống nhà ở Tây Nguyên á, thấy không?
Rồi tấm mà hình hồi xưa tới bây giờ mà cô vẫn còn giữ. Coi nè, cái tấm này mà giữ vậy mà là cô. Cái này là trắng đen hồi xưa nè. Chụp hình hồi xưa trắng đen nè, chứ đâu có màu mè gì đâu. Mà giữ tới giờ này là còn kỷ niệm biết bao nhiêu mà nói không. Rồi rồi. Sĩ Dương Tài á, với Quen với Tài Linh rồi. Dạ. Cô ra cô ép nhựa đây, cô để nó hư hết. Cô ra ép nhựa đây đi. Mà cô giữ kỹ nha, tấm khi, hình tới bây giờ. Nhiều khi cô để vàng mà nó còn á, cô ép nhựa. Cô ép nhựa đây nha. Cho tụi con xem với cô ơi. Còn cho mượn cái tấm của anh đi anh Niu, cho mượn cái tấm của anh đi. Cái này là ông xã mình với Wow. Phải nói cô giữ rất là kỹ ha. Mà hình như là gắn tới vào mà hình trắng đen tới vào vẫn còn mới là 100% luôn á. Cô cho con mượn một Zalo, cho con mượn một số hình đi cô. Dạ, kết Zalo cô luôn. Có vô Zalo. Dạ có không? Zalo Ngọc Loan cô. Cô cho con xem với cô. Cô tên Ngọc Loan hả cô? Có tấm nào chụp chung với hình Hồng Dung không? À, bà xã cầm anh lên, bà xã Hồng Nhung có anh xem hồi xưa anh mà có đi chung với Hồng Nhung cho khán giả hồi xưa mình á, bạn hai mình đi chung với Hồng Nhung với Linh Tâm Cẩm Thu. Linh Tâm Cẩm Thu với Hồng Nhung là tiếng ra sân cũ rồi. Lúc đó là cô có biết Hồng Nhung chụp hình quá trời lúc đó còn ngựa chưa rồi Kim Tử Long nè. Từ năm nay á hình của cô dạ đây đây cô. Bởi vì năm nay là cô 60 rồi, năm nay là 60 rồi. Hồi xưa là đi với cho trong đầu tiên ra sân cậu năm bước đang hát nè. Cái hình á. Cái cậu nào lấy dạ đây nè cô, đây nè chồng con đang còn mà không còn biết ba mấy nhiêu mà lúc có vũ lưng là chưa có vợ thưa không, lúc còn trẻ mà đây nè hành chung với hồi xưa anh mình nói là đi chiến ca xuống nè cô Hồng Nhung là cô biết bài đó Hồng Nhung á thì cho con coi với không Hồng Nhung á là lúc đi chiến ca xuống ngủ đây cậu Nam đây trời ơi bây giờ ai mà dính líu cô Hồng Nhung là người đó nổi tiếng lớn hơn mình chứ tiên tới cà khịa đó còn cái này giống cô Tài Linh quá ha. Năm nay nhiêu tuổi tới cà khịa Hồng Nhung hồi đó mình biết rồi nhưng còn đang hát không. Nếu mà có chụp chung là con cũng xin rửa ra nghiêm tắm nữa không coi. Không có Nhung lúc đó là có Cẩm Thu có Cẩm Thu với Đinh Tâm đó quả trời nhiều luôn. Hồng Nhung cũng có mà không đó, còn đâu có đi chung hát nè. À, có Hồng Nhung đi tiếng ra sân cũ với anh hai mình. Ờ dạ. Có chú Bạch Long á nè. Ừ, anh hai mình là, hồi đó đi hát là nghệ sĩ Dương Tài. Nó đi chơi con dạ. Dương Tài. Dương Tài. Nhưng mà cô lên là em của nghệ sĩ nha. Cô luôn cô. Bây giờ là cô hiện đang ở đâu cô? Đó, cái hình. Hả? Cô còn năm nhậu. Cô đang ở đâu? Còn năm quá trời nè. Còn năm nhậu đâu? Còn năm nhậu. Còn năm nhậu lắm cô chú. Đây. Có mở bia. Hai nơi. Dạ. Bây giờ mình chính mùa hai cũng có luôn. Dạ. Cô nhiều nơi. Dạ. Cô thời đó là cô. Đây. Trời ơi. Ôi anh đụng nha. Con năm lớn hơn mình 5 tuổi. Rồi chắc mình chảo rồi đi. Đó là con phải chứ bằng cô. Cô 60 hay 61? 60. Cô là cậu tính cậu 65 à. Trời này cô hả cô? Phải. Cái đây là vợ của Trinh Nhân, Bảo Ngọc. Bảo Ngọc. À này là cô Trinh Nhân á, Trinh Nhân cũng chết rồi. Dạ. Bỏ rồi. Đẹp quá ha. Nhưng mà nhiều cái cảnh luôn. Mấy hình này đâu tôi kỷ niệm hồi xưa mình giao lưu mà. Năm này lại. Trời ơi. Coi chú Kim Tử Long rồi có cái hình ký tên luôn nè. Coi cô ra cô kích nhựa lại nha để nó hư nha. Đúng rồi đó cô ra cô ép nhựa lại. Cô bao quản bè nó có vài chục năm nó được á. Bỏ cái nón ra chứ. Cái này là anh Vũ Lương. Đang mát cô. Vũ Lương lúc vô kẻ. Rồi con gửi cô nha. Cô. Cô phải gì Kiều Mỹ không cô? Con gửi cô. Không. Con coi hả? Cô thấy cô giống như tại cô thích giản dị nè. Chắc là cô cũng ở nước ngoài. Đó. Không, cô ở nước ngoài về làm bảo nói với người Việt Nam. Người Việt Nam. Tôi đi ra từ Cà Mau tới đây. Thấy cô là biết người nước ngoài. Hôm trước có mấy cô Việt Kiều á cũng giấu á tới giờ nào gần về cái mới nói. Đây coi mấy tấm hình của cậu Nam Vũ Linh nha cô chú chị. Chết cha máy đầy quá, phải chắc chụp nhiều quá máy đầy. Dạ. Máy đầy quá. Cái nào không phải anh gặp sáu ớt cái hình cũ á. Hình cũ của mình chụp ở đâu rồi mấy. Công nhận quá trời hình mà cô giữ kỹ ghê luôn ha. Dạ. Nhưng mà tính hồi đó tới bây giờ là hình đó không chừng người ta bỏ luôn không chừng nhưng mà cô giữ tới ngày hôm nay là quá tuyệt vời. Cái này là mấy chục năm rồi hả cô? Dạ rồi rồi. 20 mấy năm 30 năm. Dạ. Mà rồi nó vẫn tốt nó không có bị. Ủa mà sao hình ngày xưa xịn sò quá ha. Còn vô với con. Nó trắng đen nhưng mà nó chất lượng. Đúng rồi, cái hình mà của anh hồi nhỏ là nó hư hết trơn rồi. Còn hình bây giờ chụp có màu là vài bữa là nó bay hết à. Thì đó cho nè. Để lâu rồi nó bay hết. Đó nè, cô sao nó gọi mà. Dạ.
Ủa hôm nay cô đến có một mình hả cô? Dạ. Cô có ai xem cái kênh tụi con không? Cô có ai xem kênh tụi con không? Dạ. 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 Đó. Là xem 16 chỗ đang đậu ở ngoài ha. Rồi thôi tụi con cảm ơn cô rất là nhiều nha. Chúc cho cô nhiều sức khỏe. Đã cho tụi con xem lại những cái kỷ niệm thời xa xưa của cậu. Đúng rồi. Mình coi lại mình rất là vui luôn á. Dạ. Cảm ơn cô rất là nhiều đó ha. Dạ. Mấy cậu nhiều nha. Dạ. Cô năm đồ ngày nào cũng chăm lo vậy là quá quý lắm rồi. Dạ. Gia đình đồ hạnh phúc ha. Dạ. Phát tài phát đạt nha. Dạ. Rồi rồi, tuyệt vời quá. Đẹp hoài rồi giàu sức khỏe hết. Dạ. Chúc cô nhiều sức khỏe. Dạ. Đúng rồi, lúc nãy thì giờ mới vừa gặp cô. Trời ơi. Kêu bằng thôi, kêu bằng chị. Mà bây giờ mới biết tuổi nha. Dạ. Dạ cảm ơn chào các cô ha, các chị. Không có giỡn dạ. Nghe không? Hôm nay cô chị là chị có dù mát đấy cô ha. Cô chị mà trước là nắng lắm đó. Đó bà con cô bác lại đến ha, lên viếng cậu nè. Có thể cô lên cái bạn được chứ. Không, 0906. Dạ, 0906 dạ. 800-88 dạ, cô Ngọc Loan. Cô Ngọc Loan. Cô là tên Loan, con nấu tiếng hả ta? Cô Ngọc Loan. Cô đi nha. Võ giống cậu Năm luôn. Dạ. Cô ơi, Võ Ngọc Loan á cô. Võ Ngọc Loan. Nhà mình cũng dòng họ Võ. Dạ. Cô là Võ gì Loan cô? Võ Ngọc Loan. Võ Ngọc Loan. Võ Ngọc Loan. Trời ơi. Vậy là ngày xưa cô là bạn của cậu Năm á. Chụp rất là nhiều hình luôn chung với nghệ sĩ. Đó, coi coi cô về cô kiếp người là để nó hơi ngủ nha. Như đâu có chừa bà đó phải mắc mà bà đó phải 300 ngàn 200 ngàn. Cô ít nhiều lại là cô để 20 năm 30 năm được luôn. Đó, cô đó. Rồi. Bất ngờ quá ha, mấy anh em mình coi là được hình ảnh xa xưa của cậu. Nhiều tấm hình của cậu bưng đi bia cũ nè. Lúc lúc đó chú Kim Tử Long còn trẻ măng luôn. Chứ mà hình chú mà đang chấp hành mà chú còn đang cầm điếu thuốc thấy không? Đúng rồi. Cầm cái kẹp phải nước thuốc mà. Mà nhìn kỹ là lúc đó chú Kim Tử Long với chú anh Vũ Lân á, trời ơi trẻ măng à. Mà hơi đó hơi ốm nha. Đúng rồi, anh Vũ Lân ngày xưa ốm quá ha. Bánh bao. Cô ở đâu cô? Cô Mỹ Tho hả? Cô Mỹ Tho. Dạ. Cô Mỹ Tho nha cô chú chị. Cô Mỹ á, bạn nào mới có nói Mỹ đâu, cô Mỹ nè. Hôm nay cô và gia đình ha mang bánh bía nè, trời bánh bánh bao trái cây bia cũng cậu ha, trời ơi. Việt kiều Mỹ nhưng mà nằm Mỹ Tho. Cô biết thôi nè cô chú chị. Việt kiều Mỹ nhưng mà nằm Mỹ Kim Tiểu Long, Chiêu Hùng. Chú Chiêu Hùng. Ờ, chú Chiêu Hùng cũng mất rồi. Mấy người đó hồi đó là thương anh mình lắm á. Dạ. Lắm á. Bây giờ Chiêu Hùng, Kim Tiểu Long, rồi Tài Linh, Kim Tho rồi cũng hay giúp đỡ ông hồi xưa ông hát ông khổ vùng quê rồi đó. Mấy người đó cũng thương anh mình lắm. Kim Tho có phải là vợ của chú Tiểu Linh không? Hay Kim Tho khác? Kim Tho là vợ chú Tiểu Linh đúng rồi. Hồi xưa ông có về Đám Ma rồi Chiêu Hùng có về đầy đủ, Kim Tiểu Long rồi có về nhà chơi rồi. Cô ơi ngày xưa anh cô là nghệ sĩ gì á cô? Vương Tài. Người, nghệ sĩ Vương Tài. Vương dạ. Vương Tài hồi xưa là Vương Tài. Lính của Tấn Tài. Lính của Tấn Tài. Lính của Tấn Tài. Dạ. Hệ tử của Tấn Tài. Dạ. Rồi xưa là chơi với Thanh Tuấn rồi đó. Anh Tà Văn đó của Thanh Tuấn hả? Dạ. Rồi vậy đi. Dạ. Rồi cảm ơn cô. Dạ. Dạ. Rồi đến đây thì 15 hết Bình Dương cũng xin phép khép lại video này á. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất là nhiều. Chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị xem video nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Hãy like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ 15 hết Bình Dương á. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.